Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách để chúng ta sử dụng một chiếc máy Oshino đo các loại tần số cũng như là trong quá trình sửa chữa thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy này để xác định bệnh của một số loại mạch linh kiện điện tử để sửa chữa nó dễ dàng hơn. Thì đây là chiếc máy Oshino loại mini nha các bạn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Ở đây có cáp sạc USB và một cái túi vải để đựng máy Oshino. Và cuối cùng đó chính là một chiếc máy Oshino và sách hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ lấy cái máy Oshino này ra cho các bạn xem nhé. Đây là chiếc máy Oshino có giải đo cao nhất là 120 MHz. Nhưng mà mình nghĩ là cái máy này đo tầm khoảng 100 MHz là cũng quá là ok rồi. Đó. Ở phía sau này có một cái thanh chống giống như kiểu là cái đồng hồ vạn năng các bạn. Rồi, mình sẽ lấy cái dây que đo của máy Oshino này và mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Trong cái túi que đo này sẽ có các gói phụ kiện hỗ trợ cho cái que đo này. Các loại đầu kẹp khác nhau mà các bạn. Đây là cái đầu kẹp móc để đo đo cái dạng móc các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu kẹp này. Cái que đo này sẽ có hai thang, 1 nhân và 10 nhân. Đây chúng ta lắp cái đầu kẹp móc vào đây này. Đấy, chúng ta sẽ móc vào và đo cho các bạn xem. Đây là cái đầu kim để chọc vào để đo các bạn. Cái kẹp cá sấu này là cái để kẹp mát các bạn. Mình sẽ cắm cái rắc này vào cái máy Oshino và test thử cho các bạn xem nhé, xem nó như thế nào nha các bạn. Ở phía bên dưới cái máy Oshino này thì nó sẽ có một cái công tắc gạt là bật tắt nguồn. Đó, mình khởi động lên cho các bạn xem này. Rồi, màn hình đã hiển thị lên các bạn ơi. Thì ở trên cái máy này thì nó có một cái đầu để phát ra tần số từ 1 kHz cho tới 1 MHz. Đây cái đầu kẹp này này các bạn. Mình sẽ chọn cái đầu kẹp móc của mình sẽ móc vào đây mình đo tần số cho các bạn xem nhé. Ở trên cái máy này thì cách hướng dẫn sử dụng dễ nhất là các bạn cứ nhấn nút Auto. Nó sẽ tự động nó nhận diện tần số và thang đo cho các bạn. Đó các bạn thấy không? 1 kHz. Được hiển thị rất là chính xác. Cái dạng sóng này của cái máy này nó phát ra là dạng sóng sung vuông nha các bạn. Cái này là cái giải để xem thôi các bạn. Ở đây có bốn cái nút phía bên trên, bên dưới, tay trái, tay phải này là xem độ rộng của sung. Ở đây có cái nút chọn là ACDC là chọn nguồn điện các bạn. Cái này mình nghĩ là các bạn cứ nhấn Auto là dễ nhất. Cái nút stop này là dừng lại để xem kết quả đây các bạn. Và cái nút server kia là new kết quả lại để xem. Cái này thì cũng ít khi dùng tới các bạn ạ. Mình sẽ chọn cái menu. Mình cho các bạn xem cái tần số của cái máy này nó có thể phát ra là bao nhiêu nhá. Chọn cái gain out này này các bạn này. Đây cái gain out này là cái tần số chọn để phát ra. Nhấn OK. Ở đây là 1 kHz và 1 MHz. Mình sẽ chọn tầm 10 kHz thử xem. Sau đó là nhấn Auto này các bạn này. Đó nó cũng hiển thị là 10 kHz dạng sóng sung vuông. Rất là chính xác các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử một cái mô đun bên ngoài nha các bạn. Xem liệu nó có phát hiện ra chính xác hay không. Ở đây thì mình sẽ lấy hai cái mô đun có hai con thạch anh khác nhau. Đây các bạn thấy đây. Cái mô đun này thì mình có lắp một con thạch anh rơi tầm khoảng 4 MHz. Đó các bạn nhìn thấy đây, thông số ở đây 4 MHz. Mình sẽ kết nối nguồn điện, mình sẽ đo cho các bạn xem liệu nó có ra 4 MHz không nhé. Trước tiên thì mình sẽ cắm nguồn điện vào đây.
Rồi, sau đó là mình sẽ kẹp mát. Đó, cái kẹp mát này thì nó ở trên cái que đo Oshino các bạn. Sau đó là mình sẽ đo hai chân hai bên của con thạch anh ba chân này. Và nhấn nút auto để nó nhận diện tần số cho bạn xem. Đó, các bạn thấy đây. Cái dạng sóng của cái con thạch anh này nó dạng sóng sin như các bạn. Nó kiểu kiểu như ở sóng lượn, sóng biển các bạn. Cứ lượn lên lượn xuống. Rất là mượt mà. Đó, lượn lên lượn xuống nha các bạn. Các bạn có thể chọn các phím chức năng để xem cái độ rộng sung hoặc là độ dài của nó thì cũng được. Giờ mình sẽ test sang cái mô đun khác có cái dạng sóng cũng tương tự như thế. Nhưng mà cái con thạch anh này là con thạch anh 80Hz loại SMD, tức là loại linh kiện IC dán nha các bạn. Đây là con thạch anh SMD. Mình sẽ kẹp mát và mình đo cho các bạn xem. Con này là con 80Hz nha các bạn, mình sẽ đo này. Đó các bạn thấy không? Hiển thị thông số ở bên dưới màn hình là 80Hz và cái biểu thị sóng của nó đây. Sóng lượn lên lượn xuống. Nó thuộc kiểu dạng như kiểu sóng sin các bạn. Đó. 80Hz luôn nha các bạn nhé. Đây, 8,06 nhưng mà thông số nó hơi sai một chút nhưng không sao cả. Thông số ở đây vẫn chính xác, này là con 80Hz. Đó. Thì với cái máy đo sóng tần số của con thạch anh này thì các bạn có thể xác định được là cái mạch điện này nó có bị chết con chip hay không. Thông thường thì những cái con thạch anh có gắn liền với chip xử lý. Nếu mà con thạch anh bị chết thì đồng nghĩa với con chip xử lý đấy cũng bị chết. Có một số trường hợp thì thạch anh chết nhưng mà chip xử lý không chết. Nếu mà thạch anh nó chết ấy, thì chúng ta đo thì nó sẽ không ra được tần số như thế này đâu các bạn. Nó sẽ không ra một cái kết quả gì cả. Đó. Đây là con thạch anh nó còn sống các bạn nha. Đi mình đo nó ra tần số đúng với thông số của con thạch anh người ta sản xuất người ta đã ghi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái mạch điện tử khác. Đây, mình sẽ đo cái con thạch anh ở trên cái mạch của máy giặt. Đây là cái máy giặt. Mình đã tháo cái bo khối công suất của nó ra, có con vi xử lý và thạch anh. Để xác định được là cái con vi xử lý này nó có chết hay không thì mình sẽ đo con thạch anh trước để xác định. Đây nha các bạn, đây là con thạch anh SMD của nó rơi vào tầm khoảng 80Hz. Mình sẽ đo cho bạn xem nha. Đó, 7,35 MHz. 7,35 MHz. Dạng sóng sin. Như vậy là con thạch anh này nó vẫn còn sống các bạn nha. Khi chúng ta đo sự dao động của thạch anh thì chúng ta có thể xác định được là con thạch anh đấy nó còn sống hay không. Để chúng ta đưa ra những cái phương pháp sửa chữa. Có một số mạch điện tử có thạch anh thì các bạn đo nếu mà thạch anh còn sống ấy thì con chip đấy khả năng là nó còn sống. Có rất là ít trường hợp những cái con chip vi xử lý bị chết mà thạch anh còn sống. Đa phần là nếu mà thạch anh còn sống thì chip nó sẽ còn sống. Để loại trừ thì chúng ta cứ kiểm tra con thạch anh trước. Nếu thạch anh còn sống ấy mà mạch không hoạt động thì đồng nghĩa là chúng ta phải kiểm tra những cái khác như nguồn điện chẳng hạn để phân tích là bệnh. Nếu thạch anh chết, chúng ta sẽ thay thử thạch anh xem mạch có hoạt động hay không. Nếu mà mạch không hoạt động là con chip xử lý đã bị chết rồi các bạn. Với một cái máy Oshino mini như thế này, chúng ta trong quá trình sửa chữa thì có thể phân tích ra bệnh của các ban mạch điện tử rất là dễ dàng. Đấy, cái công cụ này mình nghĩ rất là cần thiết đối với một số anh em nào chuyên sửa chữa đồ điện tử. Thì hãy nên sử dụng chiếc máy này. Nó cũng rất là nhỏ gọn và đưa ra các thông số cũng nói là khá là tương đối chính xác các bạn. Để phân tích bệnh nhanh thì các bạn nên sở hữu cái máy này. Mọi chi tiết sản phẩm về cái máy này thì mình sẽ để trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần. Anh em nào yêu thích bộ môn sửa chữa điện tử thì có thể zing ngay em này về và sử dụng. Rất là tiện luôn các bạn. Rồi,
Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.